Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin trong nước được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hạ thấp mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên lít khí thở để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể, tài xế vi phạm nồng độ cồn mức trên khi điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng, bị trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe. Khi điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 400 đến 600.000 đồng, bị trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe. Khi điều khiển xe máy chuyên dụng, sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Như vậy, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu đã thấp hơn hẳn so với quy định tại Nghị định 100 hiện hành. Trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam bày tỏ rất đồng tình với đề xuất trên. Theo ông Quyền, trong nhóm vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu, có người uống một chén rượu sau 3 giờ đã hết cồn trong hơi thở, nhưng có người thì vẫn còn. Điều này tùy thuộc vào khả năng đào thải cồn của mỗi người. Ngoài ra, còn có các loại rượu mạnh hoặc nhẹ khác nhau, có trường hợp cồn nội sinh, nên những người vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu không phải ai cũng cố tình vi phạm. Ông Quyền cho rằng, nhóm người vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu thì nguy cơ gây tai nạn rất thấp, do đó mức xử phạt ở nhóm này nên giảm. Ông Quyền nhìn nhận, chúng ta không nên quy định mức phạt cao với nhóm này vì gây phản ứng trong xã hội. Tôi rất đồng tình với đề xuất của Bộ Công an khi đưa ra mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu. Chia sẻ thêm về nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Cường, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương, Đại học Y tế Công cộng cho rằng, cơ quan soạn thảo phải có căn cứ mới đưa ra đề xuất điều chỉnh giảm mức xử phạt với người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Cường nói, trước đây, tài xế vi phạm nồng độ cồn mức này sẽ bị phạt tiền và giữ giấy phép lái xe có thời hạn. Theo đề xuất mới, cơ quan soạn thảo thay đổi mức phạt tiền, bổ sung hình thức trừ điểm trên giấy phép lái xe cũng là biện pháp xử phạt thích đáng. Ví dụ, một năm anh có 12 điểm trên giấy phép lái xe, khi vi phạm nồng độ cồn dù được giảm tiền phạt nhưng vẫn bị trừ điểm giấy phép lái xe. Như vậy, tổng hình phạt vẫn không hề nhẹ. Ủng hộ đề xuất giảm mức phạt tiền, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Cường mong muốn Bộ Công an tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc tuân thủ nghiêm túc quy định nồng độ cồn bằng không khi lái xe. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Cường khẳng định, cần tuyên truyền để người dân hiểu việc thay đổi hình thức phạt không có nghĩa nương nhẹ cho người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bởi vì cơ quan quản lý có rất nhiều hình thức phạt bổ trợ kết hợp nhằm đảm bảo quy định nồng độ cồn bằng không khi tham gia giao thông được thực thi một cách nghiêm túc. Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đánh giá, việc Bộ Công an đưa ra đề xuất trên thể hiện sự chủ động, tích cực, hợp lý và nhân văn, có sự lắng nghe dư luận, ý kiến người dân. Theo ông An, chúng ta đã cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ thì mức độ xử phạt nên có sự phân biệt. Nồng độ cao thì vẫn phạt cao, còn nồng độ thấp thì nên phạt thấp để người dân không cảm thấy căng thẳng. Ông An nói, ví dụ, mức tiền xử phạt và thời gian thu bằng lái có thể giảm xuống để người dân có ý thức, chứ không phải để cho người dân không còn cơ hội kinh doanh, làm ăn khi bị tịch thu bằng lái đến 24 tháng. Là người từng thẩm tra Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, ông An phân tích, chúng ta không cổ suý cho việc sử dụng rượu bia trong tham gia giao thông, nhưng xử phạt cũng phải phù hợp với tình trạng thực tiễn, tránh tạo tâm lý căng thẳng. Như lâu nay đang áp cao quá, rồi thu bằng lái tới 24 tháng, khi đã đưa nồng độ cồn bằng không thì cần phân biệt trong các mức xử phạt. Ông An nói, nồng độ cao thậm chí còn bị xử lý hình sự nếu gây ra hậu quả. Rượu bia uống từ hôm trước nhưng hôm sau chắc chắn nồng độ sẽ thấp hơn thì về nguyên tắc xử phạt sẽ phải thấp đi. Đôi khi không phải cứ biện pháp mạnh và nặng đã là hay. Nó phải có nhiều mức độ để dần dần trở thành nét văn hóa không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đề xuất trên là hợp lý, không tạo sự căng thẳng và tiêu cực. Ngày 2 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bán tải và xe gắn máy đã xảy ra trên quốc lộ 26, khiến 3 người trong cùng một gia đình không qua khỏi. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, ngày 3 tháng 8, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình,
trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế xe ô tô Trần Doãn Tùng, sinh năm 1975, trú tại thôn Tân Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Park, để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do tài xế Tùng điều khiển vượt ô tô phía trước, lấn sang làn đường ngược chiều, tông thẳng vào xe máy do chị L điều khiển. Tại cơ quan công an, tài xế Trần Doãn Tùng khai nhận, khoảng 6 giờ 15, tài xế đi từ nhà lên phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk để nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Sau khi điều khiển xe tới địa phận xã Hòa Đông, đã vượt nhiều xe ô tô phía trước và mất phương hướng nên đã tông vào xe máy trên. Sau khi xuống xe, tài xế Tùng phát hiện 3 người trên xe máy không qua khỏi nên bỏ vào vườn cà phê cách hiện trường 100m, ngồi khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó tài xế Tùng đã gọi điện cho người thân đưa đến trụ sở công an xã Hòa Đông để trình diện và làm việc. Tài xế Tùng tự nhận thấy hành vi lái xe của mình cẩu thả gây hậu quả nghiêm trọng, cảm thấy áy náy và có lỗi với gia đình nạn nhân. Công an đã tiến hành đưa tài xế Trần Doãn Tùng đi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Kết quả cho thấy, tài xế Tùng không có nồng độ cồn trong máu, nhưng dương tính với chất ma túy. Trước đó vào khoảng 6 giờ 52, sáng mùng 2 tháng 8, tài xế Trần Doãn Tùng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 47C28603, lưu thông trên quốc lộ 26, theo hướng từ huyện Krông Park lên thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đi đến km 140+400, đoạn qua địa bàn thôn 12, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tài xế Trần Doãn Tùng lái xe chạy với tốc độ cao, vượt trái quy định, rồi tông thẳng vào xe máy mang biển kiểm soát 47F1-47648 do anh VVH, sinh năm 1983, trú tại thôn Tân Sinh, xã Ea Da, huyện Ea Ka điều khiển, chở theo vợ là chị QTL, sinh năm 1988, và con trai VK, sinh năm 2015, lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe máy bị hất bay vào lề đường, cả ba người đi trên xe máy đều không qua khỏi. Riêng xe ô tô bán tải lao vào vườn cà phê, đâm vào một gốc cây mới dừng lại, tài xế bị xây sức nhẹ. Được biết, cả ba người trong gia đình nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh trở về thì bị tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.